Đến nay, có hơn 193 triệu km đường trên thế giới đã được lập danh mục. Trong khi phần lớn những con đường bằng phẳng phải được trải nhựa mới, thì cũng có những con đường hết sức nguy hiểm. Cho dù đó là do những vách đá dựng đứng, độ cao chóng mặt hay những khúc cua gấp, đây là những con đường khó đi đến mức có thể cướp đi sinh mạng của những người không may trở thành nạn nhân của chúng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau băng qua 15 con đường tử thần đáng sợ nhất hành tinh. Đường Stelvio, Italia. Stelvio là con đường quan trọng kết nối khu vực Valtellina với Val Venosta của Italia. Nằm ở phía đông dãy Alper, đường Stelvio có độ cao 2.757 mét so với mực nước biển, với 48 khúc cua liên tiếp. Các phương tiện giao thông phải di chuyển trên những sườn dốc dựng đứng, trơn tuột và hẹp, nhưng đổi lại là cảnh quan thiên nhiên giữa núi đồi cao vô cùng đẹp. Vì vậy, nó hấp dẫn rất nhiều người ưa mạo hiểm đến đây khám phá và chinh phục cung đường này. Con đường tử thần Los Caracoles. Đây là con đường có đến 29 khúc cua tay áo tử thần, khiến tài xế đầy kinh nghiệm và cứng nhắc cũng phải run rẩy mỗi lần lái xe qua đây. 29 khúc cua uốn lượn đến chóng mặt sẽ không dành cho những người có tay lái yếu. Nơi đây là một phần của tuyến đường CH60 nối Santiago đến Argentina, bay qua dãy núi Andes hiểm trở. Los Caracoles có độ dốc lớn, được xếp hạng vào một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Con đường trải dài từ 800 m đến 3.200 m, với hai bên không có hàng rào bảo vệ. Điều này là cực kỳ nguy hiểm, những ngày mùa đông thì băng tuyết phủ ở trên mặt đường, khiến cung đường này trở nên đáng sợ hơn. Vì thế mỗi tài xế cần phải cảnh giác một cách cao độ và tránh tai nạn ngoài ý muốn khi băng qua cung đường này. Và lúc thời tiết khắc nghiệt thì cung đường trở thành mối nguy hiểm cho những người lưu thông. Tuy hiểm trở là thế, nhưng mà Los Caracoles có khung cảnh núi non hùng vĩ, thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến bất kỳ ai qua đây cũng phải mê mẩn. Đường El Caracol. Con đường này nằm trên dãy núi Andes, có độ cao gần 9.300 mét so với mực nước biển, ở những nơi mà đường cao nhất nối liền Argentina và Chile. Ở đây có rất nhiều những khúc cua hẹp, đặc biệt là bên phía Chile. Nó rất nguy hiểm bởi vì những xe tải nặng thường phải di chuyển trên con đường này để thông thương hàng hóa giữa hai nước Argentina và Chile. Con đường lên núi Vô Tích ở Trùng Khánh của Trung Quốc. Nếu bạn là một người đam mê lái xe trên những cung đường mạo hiểm, thì đây sẽ là một thử thách cho lòng can đảm của bạn. Con đường nổi tiếng với độ dốc lớn, đường hẹp và những khúc cua gấp. Muốn lái xe lên thì bạn không phải chỉ có kỹ năng lái xe xuất sắc, mà còn phải có một phẩm chất tâm lý thật là mạnh mẽ. Toàn bộ đường rích rắc lên núi, tính từ chân núi lên đến đỉnh là 453 mét, có tổng cộng là 18 khúc cua gấp. Khó nhất là ở khúc cua số 6, độ dốc lớn nhất có thể lên đến 70 độ, và có một vài khúc cua chỉ rộng có 4 mét. Đây là con đường độc đạo, nối với ngôi làng thiểu số phía sau của quả núi. Trước năm 2018, thì nó là một con đường đất chủ yếu dành cho người đi bộ và đi xe máy. Hiện nay thì con đường này đã được đổ bê tông và ngay lập tức thu hút rất nhiều người đam mê lái xe và ưa mạo hiểm. Họ đến đây để thử thách khả năng lái xe của mình. Và đa số những người này thì đều phải bỏ cuộc ngay ở những khúc cua đầu tiên. Con đường nguy hiểm nhất ở Nhật Bản. Dù có đến hai làn xe, nhưng mà con đường Irohazaka tại Nhật Bản vẫn được xếp hạng vào danh sách những con đường nguy hiểm bậc nhất hành tinh, bởi nó sở hữu đến 48 góc cua tay áo với tầm nhìn bị che khuất. Irohazaka có chiều dài 15,8 km, uốn lượn như một con rồng khổng lồ. Điều thú vị là 48 góc cua tay áo tương ứng với 48 chữ cái trong cổ tự của Nhật Bản. Con đường uốn lượn nhiều màu sắc Irohazaka này kết nối trung tâm Nikko với khu vực Oku nằm ở phía tây bắc, rất nổi tiếng mỗi khi nhắc tới các địa điểm ngắm lá đỏ. Đường lên cổng trời. Thiên Môn Sơn nằm trên đỉnh núi Thiên Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con đường dẫn lên Thiên Môn Sơn có tới 99 khúc cua và 999 bậc thang, nổi tiếng là một trong những cung đường nguy hiểm nhất và cũng là cung đường đẹp nhất trên thế giới hiện nay. Khung cảnh núi non hùng vĩ hai bên tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt, chẳng khác gì cung đường lên cõi tiên Phật. Ai đã từng mê mẩn những truyền thuyết về cánh cổng trời nối liền trần gian và hạ giới, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi vượt qua 99 khúc cua dài lên đến 11 km
trên đường lên Thiên Môn Sơn. Tất nhiên, cung đường này thực sự chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm và có tay lái cứng. Cũng vì nét độc đáo và hiểm trở của cung đường này mà việc một hãng xe nổi tiếng của nước Anh đã tung ra đoạn phim ghi lại cảnh một chiếc Range Rover Sport leo lên cổng trời trương ra dưới thực sự gây phấn khích cho những người xem. Con đường Panji Via Kisgua. Đây là một con đường nguy hiểm bậc nhất ở Ấn Độ, một con đường gập ghềnh đầy rẫy những đá sỏi, kẹp giữa vách núi dựng đứng và vực thẳm sâu hàng ngàn mét. Đương nhiên, con đường sinh ra không dành cho những người yếu tim, bởi vì chỉ cần chút sơ sẩy là bạn sẽ mất mạng như chơi. Panji Via Kisgua dài khoảng 114 km, chạy qua hai huyện núi là Jammu và Kashmir, nối liền thế giới bên ngoài với thung lũng bí ẩn Panji. Con đường này chỉ được mở cửa duy nhất vào mùa hè. Điều đáng chú ý là nó được xây dựng ở độ cao hơn 4.000 mét và đã tồn tại từ hàng trăm năm trước đây, nhưng không được sửa chữa trong nhiều thập kỷ. Nguy hiểm hơn là khi chiều rộng của con đường này chỉ vừa đi đủ cho chiếc xe dép và không có rào chắn. Nhưng một số xe tải và xe buýt vẫn cứ liều lĩnh băng qua cung đường này. Nếu hai ô tô đi ngược chiều nhau, một trong hai tài xế phải lùi hàng trăm mét để tới đoạn tránh nhau gần nhất. Đoạn đường nguy hiểm nhất dài 9,6 km đi qua những tảng đá lớn nhọn hoắt và lởm chởm có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Do đó, tài xế giàu kinh nghiệm nhất phải mất tới 4 tiếng mới có thể lái xe qua con đường trong sự căng thẳng tột độ. Chỉ một chút sơ suất nhỏ là sẽ khiến phương tiện lao xuống vách đá thẳng đứng sâu tới 600 mét. Nhất là vào mùa đông, mưa khiến cho con đường Panji Via Kisgua trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, khiến người dân nơi đây gần như không thể đi lại và bị cô lập trên núi. Con đường Jochila Pass, Ấn Độ. Nằm ở cửa đèo Jammu, Kashmir, con đường Jochila Pass khiến những tài xế lão luyện nhất cũng phải thót tim khi đi qua đó. Con đường này được xây dựng vào năm 1947, nối hai thị trấn Srinagar và Leh ở dãy núi phía tây Himalaya. Nó được xây ngoằn nghèo giữa những đỉnh núi treo leo của dãy núi cao nhất thế giới và có độ cao lên tới 3.528 mét so với mực nước biển. Con đường này chỉ dài 9 km, rộng chưa tới 10 mét, có nơi hẹp nhất thì chỉ có 3 mét, lại không có rào chắn an toàn. Khi mùa mưa đến, con đường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho các phương tiện đi qua đây. Còn mùa đông thì con đường bị phủ kín bởi lớp tuyết dày 1,5 mét, rất trơn trượt, cực khó đi. Nên để tránh xảy ra tai nạn, con đường này sẽ bị đóng cửa 2 tháng vào mùa đông để dọn dẹp tuyết. Không chỉ có thế, người dân địa phương chăn nuôi gia súc thường xuyên lùa vật nuôi qua đường, lại càng làm cho độ nguy hiểm của con đường tăng lên gấp bội. Để vượt qua con đường này một cách an toàn, các tài xế giàu kinh nghiệm cũng phải tập trung cao độ. Nếu không cẩn thận, cả chiếc xe sẽ lao xuống đáy vực. Con đường tử thần tại Peru. Hành trình đi tìm thành phố đã mất trên con đường đáng sợ nhất thế giới tại Peru sẽ là một trải nghiệm không phải ai cũng dám thử. Con đường này bắt đầu từ thị trấn Lamelin tới Huaraz. Cả đoạn đường dài 221 km, nhưng chỉ có 31 km là đường nhựa và đường bê tông. Còn lại, gần 200 km là đường đất. Quá nửa là những cung đường được khoét vào các vách núi treo leo, trông rất đáng sợ. Tuy là một con đường nguy hiểm, nhưng đây lại là một tuyến giao thông chính, nối Lamelin tới Huaraz. Nhiều chỗ, mặt đường chỉ rộng khoảng 2 mét, vừa đủ để cho một chiếc xe buýt có thể đi qua. Những hôm trời mưa, nhiều chỗ sẽ bị sạt lở. Nhưng vì đảm bảo thời gian cho hành khách di chuyển, các bác tài vẫn liều lĩnh lái xe vượt qua. Bởi thế, chỉ có những bác tài có kinh nghiệm hàng chục năm trên tuyến đường này mới có thể làm được. Ngoài những đoạn đường nhỏ bị sạt lở, nơi đây cũng nổi tiếng với các khúc cua tay áo. Đường vừa hẹp lại vừa cua gắt là một thử thách thực sự với bất cứ bác tài nào dù đã có kinh nghiệm lái xe lâu năm. Theo chia sẻ của những người lái xe qua đây, dù biết rằng lái xe qua con đường này thực sự ẩn chứa rất nhiều rủi ro, nhưng vì mưu sinh cuộc sống hàng ngày, họ vẫn phải đánh cược với tử thần trên con đường đáng sợ này. Có những đoạn đường khó đi lên dốc hoặc sình lầy, các hành khách buộc phải xuống xe để đi bộ qua, hoặc thậm chí là họ phải cùng nhau đẩy xe đi qua rồi mới có thể leo lên xe đi tiếp được. Những đoạn đường qua khe suối, người ta bắc những cây cầu gỗ trông rất tạm bợ và thô sơ, đủ để một chiếc xe buýt chở khách và những chiếc xe tải loại nhỏ mới có thể đi qua.
và cũng có những đoạn đường mà người ta sẽ không làm cầu. Xe buýt hay xe tải cứ thế đi qua khe suối. Nếu là bạn, thì liệu bạn có dám ngồi trên chiếc xe buýt và thử một chuyến thám hiểm đất nước Peru trên con đường nguy hiểm nhất thế giới này không? Đường hầm Quách Lượng, Trung Quốc. Đường hầm này là tuyến đường duy nhất nối đến khu du lịch làng đá Wuliang, nằm trên đỉnh một vách đá ở dãy núi Tai Hang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nằm ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. Con đường này có một nửa là đường, một nửa là hầm khoét sâu vào trong dãy núi. Đoạn đường hầm dài 1.250m này được chính dân làng đào bằng công cụ thô sơ như đục và búa, mất 5 năm mới hoàn thành. Sở dĩ họ phải tự đào đường hầm là vì trong nhiều thế kỷ, người dân trong làng hầu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Lối vào duy nhất của ngôi làng là một con đường chật hẹp và trơn trượt bên vách núi treo leo, khiến mọi hàng hóa ra vào rất khó khăn. Thậm chí, nếu có người ốm thì phải khiêng cáng xuống núi và sau đó phải mất 4 giờ để đến được bệnh viện gần nhất. Vì vậy, vào năm 1972, Hội đồng làng quyết định đào một đường hầm xuyên núi để kết nối Wuliang với thế giới bên ngoài. Đường Passage du Gois. Con đường nằm ở nước Pháp này dài 4,1 km, kết nối hòn đảo Noirmoutier với đất liền. Bình thường thì con đường sẽ chìm dưới làn nước sâu khoảng từ 1,3 cho đến 4 mét và chỉ khi thủy triều rút thì nó mới lộ diện. Nhưng quãng thời gian này cũng chỉ kéo dài 1 cho đến 2 giờ trong ngày. Dọc hai bên đường là những tấm pano đặc biệt cảnh báo cho người đi đường về tình trạng ngập nước của nó. Dẫu vậy, vẫn có hàng nghìn du khách thích mạo hiểm thường bị mắc kẹt giữa đường do mực nước thủy triều dâng đột ngột. Để đề phòng trường hợp đang đi giữa đường thì bị mắc kẹt, nhà chức trách ở đây đã xây dựng các tháp cứu hộ để người dân trèo lên trong thời gian chờ được cứu. Sau khi nước rút thì lối đi sẽ còn những lớp song nhảy nhụa khiến đường cũng rất là trơn trượt. Hiện nay có khoảng gần 10.000 người sống trên đảo Noirmoutier quanh năm và những người dân địa phương nơi này đã học cách để băng qua Passage du Gois một cách an toàn nhất. Đường Yungas, Bolivia. Nhiều tài xế vẫn gọi Yungas là con đường tử thần. Nó được xây dựng vào thập niên 1930, nối La Paz đến Coroico, với triển dốc thẳng đứng gần 610 mét. Mỗi khu quanh trên tuyến đường này có một kiểu khí hậu đặc trưng, hết sức độc đáo. Từ không khí ẩm ướt kiểu miền núi đến những con đường lộng gió, những vách núi dựng đứng cũng như các sườn đồi thoai thoải đan xen. Chưa hết, những đám sương mù và mưa rào còn khiến tầm nhìn luôn bị hạn chế khi lưu thông. Bề mặt đường luôn trơn trượt và các vách đá đầy đá thai mèo sắc nhọn. Nó còn có rất nhiều khúc quanh đột ngột mà không một tài xế nào không run sợ khi chạy xe qua đây. Đường hầm hẹp nhất thế giới. Đây chính là con đường hầm tự nhiên hẹp nhất trên thế giới hiện nay mà một chiếc xe buýt có thể đi qua được. Có nhiều chỗ khoảng cách từ vỏ xe đến vách tường hầm chỉ trên dưới 10 cm. Thậm chí trên nóc hầm, nhiều vị trí đã bị quệt vào nóc xe. Đường hầm Needles là một thử thách thực sự với bất kỳ bác tài xế nào khi mà lái xe qua đây. Đường hầm này nằm trên con đường dẫn tới công viên sinh học Needles. Mỗi ngày chỉ có duy nhất một tuyến xe buýt chạy qua. Với các tài xế lái xe buýt tuyến 805 đã có hàng ngàn lần lái xe qua đây. Cho dù thế thì mỗi lần đi qua đây đều khiến các bác tài không khỏi hồi hộp và lo lắng. Mỗi lần lái xe qua được con đường hầm này, các bác tài xế luôn tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ, y như lần đầu vậy. Cảm giác như vừa trải qua được một thử thách vô cùng căng thẳng. Đường cao tốc Denton ở Mỹ. Denton là một trong những con đường đáng sợ nhất thế giới, dài 666 km qua vùng lãnh nguyên gần Thái Bình Dương, được xây dựng nhằm hỗ trợ hệ thống đường ống xuyên Alaska từ những năm 1970. Con đường này đầy rẫy những thách thức đáng kinh ngạc. Điều đặc biệt là những ổ gà to, đá sạn và băng tuyết trắng phủ khiến cho con đường trở nên rất trơn trượt và nguy hiểm. Điều đáng sợ là tuyến đường này hoàn toàn thiếu trạm xăng hay nhà dân, chỉ có đá, tuyết và vật cản. Nếu bạn gặp vấn đề gì, sự trợ giúp là điều không thể. Vì vậy, việc chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết là quan trọng khi đối mặt với đoạn đường khó khăn này. Với sự nguy hiểm và bất tiện đó, mỗi ngày có đến 2 lượt trực thăng bay qua để giám sát và hỗ trợ những người đi đường kịp thời nếu có vấn đề gì xảy ra. Đường cao tốc Colima ở Nga.
đường cao tốc Colima được biết đến như con đường lạnh lẽo nhất hành tinh với chiều dài hơn 2.000 km. Đường M56 ở Colima chạy qua một trong những vùng đất lạnh giá nhất hành tinh. Con đường này không chỉ nguy hiểm về điều kiện giao thông mà còn liên quan đến những câu chuyện đen tối. Nó được gọi là con đường xương cốt do xương của những người tù tử nạn trong quá trình xây dựng được cho là chôn ngay bên lề đường. Đường này có nhiệt độ trung bình vào tháng 1 là âm 46 độ C và có thể xuống thấp nhất là âm 67,7 độ C. Điều này khiến nó trở thành con đường lạnh tương đương với khu vực Nam Cực. Không chỉ lạnh về thời tiết, con đường này còn đánh động tâm trí với không khí lạnh lẽo và kinh hoàng. Cao tốc Karakoram ở Pakistan. Con đường cao tốc Karakoram được xây dựng cách đây hàng trăm năm trước, mang đậm dấu ấn của con đường tơ lụa huyền thoại. Tuyến đường cao tốc Karakoram là một kỳ quan kiến trúc quốc tế, vươn dài hơn 1.200 km tại vĩ độ cao nhất trên thế giới. Hành trình qua đây không chỉ đầy hiểm trở và lắt léo, mà còn là cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Phương tiện phải vượt qua những hầm núi và khe núi đa dạng, đi qua những vùng đất hùng vĩ, là điểm đến tuyệt vời cho những người đam mê khám phá và leo núi. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn là điều hàng đầu mà mọi người cần chú ý khi hành trình bắt đầu.